Hello, xin chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay thì game nó có tặng cây lục đầu bò. Và theo cái nội dung của quà tặng thì chúng ta sẽ được nhận cây này và đi bắn thử xem có hiếp được TMP không. Cây này thì mình cũng không biết là có hiếp được hay không, nhưng sự thật thì luôn luôn là mất lòng. Ok, và trận này chúng ta sẽ bắn ở map hội hòa đăng. Gặp team khá là mệnh, toàn thấy level 100 với lại 9x thôi. Kiểu gì cũng có TMP để chúng ta test. Ok, rồi mình sẽ đi vào khu vực hẻm B để check thử xem có ai không. Nếu có thì bên này cũng rất là lợi thế, tại vì khi mà bắn vào những cái góc hẹp ấy thì cây này nó rất là bá, còn những cái góc rộng thì thực sự rất là khó chơi. Ok, TMP thì chưa thấy nhưng sniper thì khá nhiều. Ủi rồi ôi, thấy sniper đây rồi, hay quá, vẫy chết cả mà người rồi, tuyệt vời. Vâng, không biết là team bạn chơi kỳ đấy nhở. Ui dồi ôi, sấy kìa, bét sấy này thì sấy với chúng tôi này. À, nhảy qua bên này, này thì nhảy qua bên này. Vâng, TMP đâu rồi, TMP của các bạn đâu rồi? À, chắc là team này nó đang bắn súng thường chứ không có rút TMP ra chơi. Hay đấy, mình đánh giá cao về cái điều này. Thằng kia đẩy vào ăn luôn rồi. Chắc mấy bác kia đang luyện tập bắn súng thường thay vì cứ dựa dẫm vào TMP ốc chó. Đấy, mình sẵn sàng nói như thế luôn. Tại vì cộng đồng ai cũng gọi cái đấy là như thế rồi. Mình chỉ hưởng ứng theo phong trào thôi, tại vì mình cũng ghét cái đấy. Nó bắn cực kỳ là khó chịu. Mà mình thì tuyên bố là không bao giờ đụng đến cây đấy trong C4, trừ phi các bạn yêu cầu làm clip thôi. Ui dồi ôi, không ai để lên nhờ. Cho mình sẽ để lên MB thì để lên nó sẽ rất là gần. Cơ bản cây này nó cũng khá là dị, tại vì lâu lâu thì đam nó lại rất là ảo, bắn lại trúng người không chết. Đây rồi, lầy thì sờ clip với chúng tôi lầy. Ok. Đơn giản hai trận rồi, chúng ta rất dễ dàng clear team. Vâng, team mình bắn hay thế, mới vào mình thấy level cũng thấp mà. Hay nhà, đậu xanh, bên người ta toàn level 100 ấy, thế đích nào ăn được, căng vậy. Ui dồi ôi, ném flash để lao lên này. Này thì lao lên, này thì lao lên. Úi dồi ôi, AK VIP à, M4 à. Ok. Tự nhiên bét đầy của năm. Ok, ăn được thằng này rồi thì sẽ đứng thủ ở đây. Vâng, team bạn có đúng 2 người và team mình vẫn còn 5. Rồi, đã chết một người rồi. Rồi, bắt đầu thấy những khẩu M4 hiện lên rồi. Trừ 69. Rồi, thằng này bắn lục đầu bò băng để check cái chỗ này. Ok. Rồi, lại thằng kia lại snip chết nữa rồi. Bên team bạn còn đúng một người thôi. Vào trước đi, đúng rồi. Hay quá, không có ai. À, đâu này. Ui dồi ôi, M4 với chúng tôi này. Đấy, cái này cũng phải gọi là khá là bán đối với súng thường, VIP thường. Còn đối với TMP thì chưa biết như nào. Rồi, đội bạn không biết là có đẩy sang hẻm B nữa không. Vâng, đẩy thì cứ thích thì lao lên thôi. Vâng, mình sẵn sàng dã một mả đạn. Ui dồi, cái gì vậy? Mình thấy một đường đạn bay nhanh nhưng thằng dưới nước không chết. Hay thế. Tôi thấy né đạn là đây. Lên đi. Đúng rồi, đi lên. Hay quá. Vâng, chỉ cần những đứa chim mồi như này, mình sẽ đi sau. Hay quá, đi vào B thôi. Dã. Ui dồi ôi, chết hết rồi. Còn AB này. Lầy thì AB. Ui dồi, yếu thế. Yếu thế. Yếu thế. Hay quá. Tự nhiên sẽ chết hai thằng ở trong khu vực B. Nhưng đạn của khẩu lục đầu bò quá mạnh. Vâng, thực sự đạn nó cũng hơi sẩm sàm một tí nha em ạ. Mỗi nơi một phương.
Mấy khẩu này mà vẫy những cái góc hẹp thì nó rất là bá. Nhưng những cái góc rộng như này thì thực sự không đủ được. Sao dễ dễ win thế này nhở? Rồi team bạn bắt đầu cầm AK ra bắn rồi. Càng thế. Không đút TMP thì ok. Sao lại chết hết thế kia? What the hell? Hay quá, Snip chết một người rồi. Ui dồi ôi, không xong rồi. Team bạn đã rút TMP để bật keo. Vâng. Các bạn cũng có thể thấy là người ta không có TMP là không thể sống được. Đấy rồi, đẩy lên này. Đẩy lên này. Snip đi. Ui dồi ôi, Snip. Bắt nó, trời ơi. Rút lục đã làm cái gì? Đậu xanh, nếu xây chết rồi. Ok, I'm fine. Bét cầm Snip là đây. Thế nó đẩy lên thế mà không vẫy chết nó. Cạn lời. Này thì... Úi dồi ôi, khó thế. Thằng nào cũng TMP thế kia. Căng vậy. Vâng, team bạn bắt đầu rút TMP ra để bật kèo. Vâng, các bạn cũng có thể thấy là test với TMP rất là khó thắng được. Tại vì TMP rất là khôn ngoan. Nó sấy từ xa với lại sấy đục thùng các kiểu. Những cái góc như này thì thực sự đấu chắc là không hơn được. Bây giờ làm sao đây để có thể thắng được TMP đây? Rất khó. Bây giờ chỉ có Snip mới vẫy chết được mấy bọn cầm TMP thôi. Ui dồi ôi, nó cầm AK nó sấy chết một mảng người kìa. Cạn lời. Vâng, nãy bắn hổ báo đâu rồi? Sao bây giờ để nó sấy chết? Ui dồi, nhìn kìa. Vãi. Bây giờ không có súng để bắn luôn. Vâng, nhìn thấy nó đẩy qua cầu nhưng chịu thôi anh em ạ. Không có súng để bắn. Ui dồi, ui dồi. Thôi. Thôi. Ui dồi. Sao nó yếu thế nhở? 90 máu ạ. Đùa. Quả đấy nó ăn một mả đạn nhưng không chết. Héo lời. Đôi lúc nó ảo một tí. Chịu anh em ạ. Thực sự rất là khổ với cái cây này. Nó yếu quá. Quả đấy mà cầm lục có khi lại ăn được. Lục khác cơ. Cái lục đầu bò này không ăn thua. Lâu lâu hên xui 90 tiết. Khổ. Còn cây lục này thì mình nghĩ là chỉ gây yếu, gây sát thương để làm yếu đội bạn thôi. Còn team mình sẽ tiếp theo dùng súng để sấy. Nhưng đáng lẽ cây này phải cover thêm một cây M4 hoặc AK nữa mới chuẩn anh em ạ. Mới bắn được. Chứ còn mà bắn mỗi khẩu lục không như này thì đúng là không thể dùng chùa như này được, dùng chay như này được. Ui, cái gì đây? Trời ơi. Máy đạn đang spam thì nhặt ngay khẩu AK thằng kia chết. Khổ. Đáng nhẽ mình nên cầm một khẩu súng cover. Nhưng sợ cầm cover thì anh em lại bảo test lục mà toàn cầm súng khác như này thì test đích nào được. Thế mình nghĩ như thế, mình cũng không cầm những cái món vũ khí khác để cover. Đáng lòng. Vâng, tầm này thì khó rồi. TMP nó sẽ chết một mảng người. Các bạn thấy căng không? Gắt quá, chết sạch rồi. Vâng, như này thì đủ thế đích nào được trời. Này thì... Này thì lên với chúng tôi. Lên với chúng tôi này. Còn khó thế. Ui dồi ôi. Xa thế thì bắn thế nào. Ui dồi ôi, không xong rồi. Gãy rồi. Gãy rồi. TMP mệnh quá. Vâng, nhảy qua một cái thôi là còn... Còn 35 tiết. Nhảy thêm cái nữa là chết. TMP rất là mạnh. Đúng vào người cầm TMP nó pro ấy thì nó rất là mạnh. Tay to TMP. Gắt thế. Rồi sau này TMP nó fix thì các bạn còn có hổ báo được nữa không?
Rồi, bét sấy chùa. Ra đây mà sấy. Bom các kiểu luôn, mình không đẩy đâu bạn này. Mình không như lúc nãy đâu. Còn bây giờ đổi sang 3Z để test thử xem 3Z có ăn được TMP không. Nếu muốn gặp người bán hay thì ăn được ấy, chứ mình thì chắc là không đâu. Đây này, trên cầu có này. Úi dồi ôi, xây cái gì đấy. Đấy đấy, ngon thì đấy đấy. Úi dồi, cầm TMP sợ kìa. Héo lời. Ngon thì cứ đẩy. Vâng, bên kia sợ không dám đẩy luôn anh em ạ. Mặc dù có TMP và trình rất là cao, toàn level 100 với lại 9x các kiểu, nhưng không dám đẩy. Team mình hiện tại cũng rất là gà, tại vì mình thấy mới vào cũng level thấp không à. Ui dồi ôi, thấy chết được kìa. Cái gì đây? Ở đâu sẽ chết vậy? Cầu à? Đây đúng rồi. Dốc nước này. Ok, dốc nước chết rồi. Còn hai thôi. Còn mỗi thằng TMP chưa giết được. Sợ thật ý. Ok, bọn này đánh chắc nhà để không thua bởi những thanh niên gà đấy mà. Vâng, thua gà nó nhục lắm. Bét nhục. Chỉ có phải lấy TMP ra để bật cơ. Sợ thật. Vâng, không ăn được rồi. Đây là những phút giây cuối cùng của cái time còn lại 20 giây. Mình đã cố gắng đi chậm. Không biết có nên đổi snip care hay không. Mình nghe tiếng trên đầu mà. Ui giời, biết ngay mà. Mình sợ quả đấy đổi snip care. Không được rồi, chịu rồi. TMP nó thấy một cái nó dã chết ngay thế kia đi. Bố con thằng nào chịu được. Vâng, súng mà bắn hơn cả hết cho anh em ạ. Gặp là chết. Bet.